cho mọi người đây. Alo. Ok, hello mấy bạn, lại là mình nha mấy bạn ơi. Nãy giờ trục trặc âm thanh nên nói mấy bạn không nghe. Ừ. Rồi, chào mọi người nha. Mọi người chào anh ơi cái đi.
đi nha. Chúng ta đang bị giảm lượng tương tác rất nhiều.
anh em like và share video giùm AD nha, cảm ơn mọi người. Hôm nay đua rất là nhiều hại nha mọi người ơi. Dạ chào anh Đức Nguyễn, anh còn làm đâu không ta? Đúng rồi, hiện tại là chúng ta đang canh xe thôi nha mọi người ơi. Để coi coi đồng nghi đâu rồi. Đây anh em ơi, bây giờ mình tìm media ra đi kêu anh Đông Nghi vô chơi với mọi người nha. Đây, để kêu anh Đông Nghi vô chơi với mọi người. Ừ, có anh Bảo Bentley nữa nè. Rồi có Quý Chia nữa nè. Wow, bữa nay đông vui thế. Rồi một đồng nghi chạy nãy giờ nha mọi người ơi. Rồi anh em đợi xíu nha, để mình đi liên hệ với đồng nghi coi. Đúng rồi, ở 2K nha mọi người. Hello Sang Văn, anh em chào AD cá đê, nãy giờ ít anh em chào AD quá, gần 200 người coi mà ít người chào AD quá mọi người ơi. Sonic nhiều quá, không biết là xe đó mắc không mấy bạn. Không lẽ từ sau làm chiếc chạy thử. Có ai báo giá giùm AD là Rider FI hiện tại là giá thị trường bao nhiêu mọi người? Chào bé Mở nè, chào Quỳnh Quốc Huy nha, chào Ý Em nha, chào Hồng Khanh. Xíu nữa 9 giờ hoặc 9 giờ hơn chút xíu chúng ta sẽ bắt đầu chạy boss nha mọi người ơi. Rồi chào Lê Tiến Minh, chào Thành Nhỏ. Rồi đợi anh đây xíu nha mọi người ơi. Kênh của 2K International Circuit.
bạn cùng xem nha. Thì cái giải cuối tuần ở trường đua 2K diễn ra vào mỗi thứ bảy, cuối tuần, và ở cái tuần cuối tháng là sẽ diễn ra cái giải quán tháng. Thì trường đua 2K thì mở ra sân chơi dành cho tất cả anh em đến với trường đua. Trước khi cái giải bóng tuần diễn ra thì anh em cũng được chơi tự do, với mỗi lần giờ chỉ tốn 10.000 cho một lần giờ, thì thực sự là rất là vui và có nhiều điều kiện để anh em có thể tham gia. Anh em chỉ việc mang xe lên và đội nón full face có bảo hiểm đầy đủ thì anh em được tham gia hết. Và trường đua 2K cũng giúp cho anh em có một sân chơi thực sự là an toàn, mỗi cái vé tham gia vào trường đua đều được mua bảo hiểm vào cách này tài nhất. Rồi. Xin chào anh em, xin chào anh em. Quá trời lại đồ đồ. Anh em chia sẻ để các bạn của mình vào xem livestream trên cái bay của trường của 2K nha. Thì mỗi tuần anh em được chơi rắc rất là vui. Trường của 2K thì coi được thì mình cũng có thể ở nhà mình coi mỗi tuần. Thì luôn là livestream trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 11 giờ. 8 giờ tối là bắt đầu livestream rồi. Anh em có thể xem các bạn của mình, các vận động viên tham dự cái giải rắc hàng tuần và giải bóng tháng, rất là vui.
với anh Nghi vui không mấy bạn? À, nãy giờ nói chuyện với anh Nghi vui không? À, bữa nay có idol vô live stream luôn. Cố gắng siết cái việc mà
anh em nào ý thức bảo vệ cho bản thân thì phải mặc giáp. AD nói đơn giản vậy thôi, còn ai không muốn mặc giáp hay là như thế nào đó thì tùy vào ý thức mọi người. Nhưng mà kể từ tháng sau là chúng ta bắt buộc tất cả mọi người vào sân phải mặc giáp nha anh em ơi. Rồi anh em 86, anh em 86, anh em 61, anh em 93. Rồi chào bạn Phát Phạm nha, mình cũng tên Phát luôn nha. Ok, chào Trần Tuấn Kiệt 62 Long An nha. Rồi anh em 60 Biên Hòa nè, 61 Bình Dương nè, anh em 49 nữa nè. Ai ngứa tay thì bấm thả tim thả like nha mọi người ơi. Đường truyền dạo này nâng cấp thoáng quá, thả cho nó lắc lắc rồi mọi người khó coi chút xíu nha. Đây, 49, 68. Anh em nào 62 đâu, lên tiếng đi anh em ơi. Rồi, chào bạn Thương nha. Không có biết hát nha mọi người ơi, AD hát dở lắm nha mọi người ơi. Bụi Bình hôm nay có lên sân Đại Nam nha, nhưng mà anh ấy hiện tại là đang bị gãy chân do thi đấu ở nước ngoài nên không có thường xuyên lên sân mình chơi. Rồi anh em nào đánh thì cứ lên sân mình chơi nha. Trời ơi, bạn Huy kìa, thả thấy ghê không? Chưa lắc nha, hiện tại chưa lắc nha. AD không biết nhảy nha, nhắc lại một lần nữa là AD không biết nhảy nha. AD chỉ biết uống cột thôi nha. Hiện tại AD khát tiếng nên không hát được nha mọi người ơi, mọi người thông cảm nha mọi người. Hà Đông Nghi nãy mới online stream đó em, mà hiện tại là anh đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai thi đấu rồi. Anh là anh không có chạy nha. AD rất là sợ tốc độ, AD không có chạy nha. Mấy anh chạy rắc chạy ghê lắm, AD không có dám chạy nha. Chí Tâm có chạy nha, Nghi Nhóc ơi. Chưa lắc nha Huy ơi, chưa lắc Huy ơi, thả tiếp đi Huy ơi. AD cũng không biết đọc rap luôn nha. Hương nha, Kim Hương nha. Bạn Hương cứ vậy không hà. Thank you.
thì anh em nào mà muốn add fan AD thì add nha mọi người ơi. Chào bạn Quang Giáp nha. Ok hả Nhi, xíu nữa AD
chào bạn Huy, nó chào Rick và em. Rồi, cảm ơn bạn Haley nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Dạo này tương tác livestream của 2K chúng ta tương đối là nhiều. À, đó. Tương đối là anh em tương tác rất là tốt. Và có rất là nhiều bạn nữ. Ủa 86 là ở đâu bạn Ngọc Hương ơi? À nhớ anh CEO. Nhớ anh CEO. Đúng rồi Phát Phạm ơi. Ơi, xe nào cũng chạy được hết nha em. Xe nào cũng vô sân chạy được hết nha. À, Bình Thuận hả? Bình Thuận là Phan Thiết đổ phải không ta? Bạn Hương ở Phan Thiết hả bạn Hương? Cái hệ 95 này chắc lâu có lắm nha. Sân 201 chạy hệ 95 không được đâu nha bạn ơi. Chào Tuấn Trần nè. Tuấn Trần. Ừ chào bạn Tuấn Trần. 70 có. Hồi nãy có mấy bạn 70 á em. Xe đạp chạy được luôn nha. Đã nói rồi AD đã nói rất là nhiều lần trong những livestream lần trước ha. Xe mì gõ, xe cá viên chiên, xe nước mía, xe gì có bánh là chạy được hết. Rồi thậm chí bạn nào muốn chạy bộ cho chạy bộ luôn. Cứ chạy bộ nổi 201 mát là vô bấm dây thôi. Rồi mũi cây gà đồ đúng không? Lâu rồi AD chưa ra ngoài. Mốt ra ngoài bạn có tiếp AD không? Ok, chào Nguyễn Thái Quang nè. Đúng rồi Kỳ Nam ơi, hệ bô xăng lửa đang rất là hot nha bạn. Bô xăng lửa chúng ta sẽ chia ra là bô xăng lửa rớt nắp và bô xăng lửa chưa rớt nắp. Đó, thì bô xăng lửa chưa rớt nắp thì yêu cầu các bạn là cái nắp đầu bò phải là chưa được mở ra ha. Nếu mà kiểm tra ốc có dấu mở ra hay gì đó là chúng ta phải rớt vô hệ đã rớt nắp rồi. Đó. Thì anh em nào chuẩn bị chơi bô xăng lửa thì lưu ý chuyện này nha. Anh em bô xăng lửa rớt nắp là xe cũng rất là mạnh nha anh em ơi. Thì các bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi là rớt nắp hay chưa rớt nắp nha. Rồi. Hello Danh Mai. Chào bạn Phước Khiêm. Cảm ơn bạn Văn Quốc Kiệt nha. Ok. Giá vé của chúng ta hiện tại là 30k cho một người nha mọi người ơi. Và chúng ta sẽ tốn thêm 10.000 phí giữ xe. Đó, tổng cộng là 40.000 để các bạn vào được tới sân. Rồi, hiện tại rắc của chúng ta đang là 10.000 cho một lượt chạy nha mọi người. 10.000 cho một lượt chạy nha. Rồi, bất cứ xe nào chạy cũng được hết nha mọi người ơi. Ok, ok bạn Hương, khi nào có dịp ra ngoài mình sẽ liên hệ với bạn nha. Xe lăn chơi luôn, xe nào cũng chơi hết, cứ có bánh là cho chạy mà. Còn có bánh nè, không thôi mang dép là cho chạy hết. Hello Nguyễn Thanh Tùng. Trời ơi, cái hệ chạy bộ là cái hệ rất là bình thường, anh em ở đây chạy rất là nhiều, mấy anh em trọng tải ở đây chạy nhiều lắm. Rồi, chào bạn Đạt Cỏ nè. Chào bạn Phúc Lê. Xe đạp được luôn, cứ chịu chạy là cho vô hết. 10.000 một lượt thôi mọi người ơi. Anh Đông Nghi hiện tại còn trên sân nha mọi người, nhưng mà anh đang ngoài sân. À, mới có thông báo ở ngoài bộ phận bảo vệ là anh Đông Nghi vừa mới ra khỏi cửa. Ok, nhận kèo nha. Đá một ăn mấy nè Hương ơi. Em nhận kèo đá màu ăn mấy. Rồi, ok Phát Phạm. Có dịp về Vũng Tàu anh sẽ liên hệ với em nha. Rồi, chào bạn Ngô Ngọc Sông Thư nha. Chào ai đồ Thư nha. Em còn làm đó không Thư? Ok, chào Tân Tân nè. Chào Trần Phước Đạt nè. Rồi, chào bạn Nguyễn Trọng Phú nè. Xe điều khiển cho vô chạy luôn. Xe đạp điện cho vô chạy, đã nói có bánh là cho chạy mà mấy bạn này. Chào bạn Thành Trần nè. Chào bạn Lê Nguyễn Thành Đạt nè.
Ủa Vũng Tàu em ở chỗ nào vậy Phát Phạm? Cứ có bánh là cho chạy nha. Từ 2 bánh trở xuống là cho chạy hết. 4 bánh mà phải dưới 100kg mới cho chạy nha. Ok, ba gác được luôn em. Ba gác máy, xe lôi, xe kéo gì được hết. Rồi chào idol Thư, chào idol Ngô Ngọc Song Thư nha. Chào Nguyễn Thanh Đạt. Chào Tân Phạm. Si bô xăng lửa hả? Hiện tại của Si là Sirius đúng không ta? Sirius bô xăng lửa, anh chưa thấy có hệ nào của Sirius bô xăng lửa chạy dịch xăng hết á. Chạy bộ được luôn nha mọi người ơi. Xe rộng xe phụng còn cho chạy mà, mấy bạn yên tâm đi. Gần dốc con rồng là gần khúc quẹt qua thám đồ đúng không ta? Đúng không Phát Phạm ơi? Mang dép chạy được nha bạn Thư ơi. Rồi em chào bạn Trần Tùng 61 nè. Ok, xe kéo kéo cho vô luôn nha. Ok ok, mang dép cho chạy luôn nha. Đâu mang dép chạy bộ á, mang dép chạy bộ cho chạy luôn nha. AD ở Bình Dương nha mọi người ơi. Rồi mọi người chào bạn Ngô Ngọc Sông Thư nha, biệt danh là Thư Rùa. Nếu mà đi Vũng Tàu anh cũng hay ở khu đó đó Phát Phạm ơi. Hôm nay mình chưa chạy boss nha mọi người ơi, hiện tại là mình chưa có chạy boss nha. Tất cả các hệ tay ga hiện tại là AD thấy rất là ít anh em chơi, nên khi mà vào sân thì lại không có xe để mà chúng ta tranh đấu boss. Thì nếu mà anh em nào chơi tay ga mà có nhóm hội nhóm gì đó thì cứ rủ lên sân nha. Xe lưu là không được chạy rồi, xe lưu không có cho chạy nha. Xe lưu nặng trên 100kg rồi không có cho chạy nha. Ô tô là cho chạy bên sân cua nha, mình không có chạy sân đường thẳng nha. Ok mấy bạn, xíu nữa mình sẽ ăn nha. Ủa hiện tại là bạn Hương đang ở đâu ta? Còn ở ngoài Bình Thuận không hay là vào đây rồi? Bà Thư bả bơ mọi người luôn mà, đâu chỉ bơ riêng mình em đâu Huy. Có mấy cái cục cờ đúng không? Xích bơ bịch hả? Chắc có đó mọi người ơi. Hiện tại là AD thấy là có khoảng chừng 6 chiếc xích bơ bịch rồi. Xe lăn được luôn nha. Xe lăn mà xe lăn 2 bánh nha. Rồi bây giờ chắc khoảng 10 giờ chúng ta sẽ chạy boss đó. Tại hiện tại là vừa rồi là sân hôm nay là mấy anh em trọng tài đi trực bên Đại Nam để làm giải cho Honda, thì anh em về trễ nhưng là chắc sẽ làm boss trễ nha mọi người ơi. Ok Ngọc Hương nha, có dịp đâu để anh sẽ gọi em nha. Anh em Vũng Tàu chào nhau kìa, anh em 72 chào nhau. Mấy bạn anh em nào
cáp kèo GSX vô xăng lửa thì liên hệ bạn Thư nha. Ok anh em 86 chào nhau cả kè. Anh em 86 đâu? Hãy giơ hai cái chân của mấy bạn lên. Anh em 86 điểm danh đi.
đi vô căng tin cáp kèo liền cho anh 57 viên viên FX với lại GSX 150 bô xăng lửa, dứt liền ngay mình luôn, 1 ăn 10 nha. Chào bạn Ngọc Toàn nha. Xe đạp Asama treo cái trái 62 lủng lẳng vô xăm được luôn nha bạn ơi. Em cứ đi vô em cắp kèo liền cho anh, rồi chừng nào xe em xong thì chúng ta lựa một ngày đẹp trời chúng ta dứt nha. Ta đã lên được 392 người xem rồi mọi người ơi. Like và share video giùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy cho tôi thấy cánh tay của anh em nào. Đấy, mọi người add nick Facebook AD nha. Đi vô đây anh mời nước em luôn nè. Sắp kèo với chị Thư mời nước liền. Chị Thư đang ngồi ăn cá diêm chiên nha. Thông báo cho mọi người là chị Thư đang ngồi ăn cá diêm chiên nha mọi người ơi. Xe đạp được luôn nha mọi người ơi. Xe đạp được luôn nha. Dũng Đào ơi, chị Thư đang ăn cá diêm chiên nha em ơi. Chị Thư không có rảnh vô ngồi live stream. Chị Thư đang ăn cá diêm chiên nha. Ăn một mình đầu bụng thấy bà nha. Cá viên chiên mà ngồi cười cắn cục cá viên chiên chính giữa họng á, thấy gớm không? Ghê thiệt chứ. Nè, ăn lẹ vô live stream với mọi người nè. Ăn lẹ vô live stream nè. Cắp kèo đi mọi người ơi. Ok Huy lên sân ăn bao em ăn cá diêm chiên luôn nha Huy ơi. Vô tư nha Huy ơi. Ok bạn nào sầm lồn tắt mic nha. Tắt tiếng nha. Bạn nào nói MC sầm thì cứ tắt tiếng nha. Vô tư bạn ơi. MC rất là dễ. Rồi bạn quan tiếng đã đảo luôn nha. Chào bạn Nghĩa nhỏ. Lâu quá mới thấy vô coi live stream của Sông Đua nha. Chỉ ăn một lần là phải 100.000 cá diêm chiên. Là khoảng chừng 40-50 cục á. Ăn ghê lắm. Rồi Phát Phạm có ai nhận kèo 78 tự do. Có ai nhận kèo không? Đây, anh em ơi, có ai nhận kèo của bạn Phát Phạm không? 78 tự do nha anh em ơi. Thôi kệ nó đi mọi người ơi. Mấy thằng đó thì trẻ trâu mà, hơi đâu nói nó chi. Đi vô đây, trời ơi. Anh ngồi trong căn tin live stream nè. Mấy bên vô đây. Còn những hoạt động còn những bạn còn lại là thôi bỏ qua một bên.
nào comment mất lịch sự là cho ra đảo ở luôn nha. Ủa anh đâu có thấy em đâu ta, Bin ơi Bin, em đâu rồi Bin ơi? Ok, chào bạn Hoàng Vương nha. Tuần sau hả? Tuần sau chúng ta chưa tới bốn tháng nên chắc cũng chưa có gì đặc biệt đâu nha. Hôm nay chỉ là giỡn rồi chúng ta chạy bốn tuần thôi nha mọi người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa bấm giờ nha mọi người ơi. Hiện tại là chúng ta đang tổng kết các hệ boss để chúng ta chuẩn bị chạy nha. Không, áo vàng là mới chở khách xong rồi ghé sân vô chạy mấy vòng chụp hình sống ảo mà. Ok các bạn, lần sau lên đây nha. Chào bạn Hoàng Tĩnh nè, chào bạn Phú Cận nè. Đây, Phát Phạm ngày mai tuần sau lên mời anh ăn cái chiên nha. Ok, cảm ơn Phát Phạm nha. Rồi, chuẩn bị đua nha mọi người ơi. Chúng ta đã thấy không cho xe xuống nữa rồi. Chuẩn bị đua nha. Rồi, chào bạn Nha Rider nha. Chào bạn Trần Đình Tú nè. Khánh Bình Phước anh không biết có chạy không nữa. Rồi, chào bạn Trọng Tâm nha. Thương Nguyễn hôm nay có lên nha, nhưng mà anh không thấy bạn đó chạy. Hello Tính nè. À, bên Đại Nam là ngày mai nha mọi người ơi. À, 1 giờ chiều ngày mai, 1 giờ rưỡi chiều ngày mai. Anh em nào có dịp lên Đại Nam thì ghé qua để xem đua xe nha anh em ơi. Giao lưu thì cứ lên xanh nha.
tại chúng ta chưa đua hay gì hết nha mọi người ơi. À, để AD coi coi có lấy cái like ở bên trọng tài qua được không, rồi AD báo lại mọi người nha.
số 1 từ các phò ca Lạc Bát Tường lên 2.
chung kết là 62 tỷ giờ vậy đó.
đụng vô Cam. Cam còn hình nha, muốn nói gì đi, sai chứ Cam nha, nói nhau bị chửi sống á. Thank you.
sống nó sao kỳ anh? Hồi nãy nó nhảy rồi. Nè, có quần em nhớt không nè? Cái gì mà nhớt không vậy? Ủa mà cái máy hốt được là thấp như mình chặn ngang luôn. Hồi nào anh có cái ống trên kia rồi, anh làm ống đó chi nữa? Ống trên nắp cam rồi á. Quên em đâu rồi? Em đứng ngay chào mọi người nè. Hỏi có mặt không? Có rồi. Trời ơi, dễ mặt lắm, nãy thấy rồi. Vô coi thử coi coi đèn lai không biết liền vậy. Không. Đèn lai trực tiếp á. Lại là mình đây. Có lại đâu, đây đâu có đèn. Đâu có hình đâu. Mình nó nằm bên kia. Đèn lai đâu mà, nè nè nè, lại là mình đây nè. Không phải không phải không? Chết rồi bỏ. Tối nay qua đèo đi trả thấy mặt không quá là gì vậy? Nè, mình nói nhỏ rồi chứ nói lớn lại nói nghe hết luôn. Có mà. Tối nay có ai đi uống trà sữa với tôi không? Không hiểu. Trà sữa 3 giờ. Dạ, 3 giờ. Đây, 3 giờ cũng có 3 giờ đó. Rồi trả nè, có nè, bọn tôi chưa trả sữa này. Rồi, mày yêu mày. Không uống. Không uống.